Thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí đầu năm ngày 26 tháng 1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết tới nay đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. 6 cá nhân đứng đơn tố cáo gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo và xem xét bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thụ lý đơn, ra quyết định phân công điều tra viên để điều tra. Trên cơ sở các đơn tố giác của ban kiểm tra xác minh ban đầu, thì cơ quan điều tra đã ra quyết định phân công thụ lý xác minh tương đối các tội phạm. Hiện tại thì đang còn trong thời gian chúng ta có xác minh, chúng ta đang tập trung những mối quan hệ để điều tra cung cấp để thu thập được chứng cứ. Khi nào có kết quả, chúng ta sẽ bắt được tất cả các đồng chí liên quan. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, liên quan vụ việc lộn xộn trước cổng Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ngày 29 tháng 12, 2021, khi xử một vụ án liên quan bà Phương Hằng, trong đó có hành vi cản trở báo chí tác nghiệp. Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã giao Công an thành phố Thủ Dầu Một xác minh toàn diện, báo cáo để xử lý. Quan điểm của Công an tỉnh Bình Dương là không để lặp lại tình trạng lộn xộn, mất uy nghiêm tại các phiên tòa, đồng thời xử lý nghiêm những ai vi phạm. Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ hành vi cản trở báo chí tác nghiệp, bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo.